Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình xong một con nữa, chuẩn bị giao cho khách tới chợ đầu mối Thủ Đức nha các bạn. Đây, mẫu xe được ưa chuộng nhất hiện nay bây giờ. Đây, đầu đèn bự, 60 bự, máy 200, nắng dầu, cũng lớn nha các bạn. Đầu với tải, nắng dầu bên đôi. Đây, xe rất là đẹp. Anh em có nhu cầu đóng xe mới cứ liên hệ mình nha. Đây, bà gác túi tiền công hội mình đây, giá cả cạnh tranh nha các bạn. Mình nó quay bự, xe rất đẹp. Chuyên về bán xe cũ thanh lý luôn nha các bạn. Đây là xe đóng, nhận đóng xe mới theo cầu luôn. Này đóng cho khách. Đây, xe cũ thanh lý, giá rẻ, đầy đủ lắm, hàng máy lớn máy nhỏ, xe cam cũng kia gì có hết. Xe. Máy chạy rất là êm luôn các bạn. Nổ máy cho các bạn xem thử nha. Chạy tiêu như hơi thở luôn bạn. What the fuck? Đây, anh em có nhu cầu đóng xe cứ liên hệ mình nha. Số điện thoại mình để lên trên nha. Ai có mua xe cũ gì cũng liên hệ mình luôn. Xe ba gác cũ thanh lý, giá rẻ. Xe công an đưa ra cũng có, xe mình thu lại cũng có. Đầy đủ giá cả cạnh tranh luôn. Giá từ nhỏ tới lớn, máy lớn máy nhỏ, bánh chiếc đôi cũng có hết. Anh em coi yêu thích thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ với mình nha. Đây, quan xe đầy đủ nha. Rồi, đủ luôn, xe gì cũng có hết. Anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. Rồi, chào tất cả anh em nha.